kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 4. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. Đoàn cán bộ tỉnh Vĩnh Long thăm chúc Tết cổ truyền Quỳnh Bị Mày tại tỉnh Xiên Khoảng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tuổi trẻ Vĩnh Long ghi dấu tháng thanh niên bằng những công trình phần việc ý nghĩa, góp phần nối dài những kết quả nổi bật trong các phong trào xung kích tình nguyện. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel về hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao của tập đoàn. Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tham quan cơ sở nghiên cứu, sản xuất và các sản phẩm công nghệ cao tiêu biểu do Viettel nghiên cứu và sản xuất, gồm 3 lĩnh vực: quân sự, hạ tầng viễn thông, sản phẩm dân sự. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao thành tựu về hoạt động nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao của Tập đoàn Viettel. Thủ tướng cho biết, dưới sự chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quản lý điều hành của Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Sau hơn một năm trở lại thăm làm việc, Viettel có 5 điểm hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn, sản phẩm sản xuất ra tốt và nhiều hơn, chất lượng nguồn nhân lực của Viettel tốt hơn. Căn cứ chiến lược bảo vệ Tổ quốc phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới, trên cơ sở phân tích tình hình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Viettel tập trung thực hiện các nhiệm vụ với 3 tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, phát triển học, công nghệ, nhất là các ngành mới nổi, tiên phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám rủi ro, phòng chống tiêu cực, tiên phong sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước cho nghiên cứu và phát triển sản xuất. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chiều qua tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trong không khí chân thành hữu nghị, hai bên đã đi sâu trao đổi về các biện pháp nhằm đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong thời gian tới. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững lâu dài với Trung Quốc. Coi đây là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng, luôn ủng hộ Việt Nam thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao vai trò quốc tế. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, duy trì trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh giao lưu hợp tác kênh đảng giữa Chính phủ, Quốc hội Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc, Chính hiệp hai nước, phát huy vai trò của Quốc hội và Nhân đại trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện sớm thành lập văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại các tỉnh Tứ Xuyên, Hải Nam và Giang Tô của Trung Quốc, tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam quá cảnh đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba qua tuyến đường sắt Á-Âu. Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế đánh giá cao và bày tỏ đồng tình với những đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về phát triển quan hệ hai đảng hai nước, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam đi sâu hợp tác thực chất, mở rộng hợp tác thương mại đầu tư, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, thực hiện phát triển chất lượng cao. Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nhấn mạnh hai bên cần thúc đẩy hợp tác, bảo đảm chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng mới, khoáng sản then chốt, mạng 5G. Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc tăng cường trao đổi đoàn các cấp của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Nhân đại các địa phương hai nước. Tán thành ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Triệu Lạc Tế bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan lập pháp.
Cũng tại cuộc hội đàm, hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai đảng hai nước, kiểm soát, thỏa đáng, bất đồng, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển đạt tiến triển thực chất, thực hiện tốt các thỏa thuận về hợp tác tìm kiếm cứu nạn và đường dây nóng về các vụ việc phát sinh hoạt động nghề cá, sớm ký hiệp định nghề cá mới tại vịnh Bắc Bộ, cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quỹ viên trưởng Triệu Lạc Tế đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc với nhiều nội hàm mới như thành lập cơ chế hợp tác nghị viện hai nước, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban chuyên môn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quỹ viên trưởng Triệu Lạc Tế cũng đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến đồng chí Dương Hữu Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Dương Hữu Ninh hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm chính thức Trung Quốc. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng, hai nước thời gian qua, đi sâu trao đổi và đạt nhất trí về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên, thúc đẩy hợp tác thương mại tăng trưởng theo hướng cân bằng, bền vững, tăng cường hợp tác, kết nối trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư các dự án quy mô lớn, chất lượng cao, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc. Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Dương Hữu Ninh khẳng định, Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc luôn ủng hộ tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, xây dựng và bảo vệ các công trình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam truyền thống, làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông, xây dựng cửa khẩu thông minh, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới, khoáng sản then chốt, khoa học công nghệ cao, giáo dục đào tạo, hướng nghiệp, nâng cao tần suất và chất lượng hợp tác giữa các địa phương hai nước. Cùng ngày tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự lễ kỷ niệm 30 năm đường bay Việt Nam Trung Quốc và chào mừng chuyến bay thứ 100.000 của hãng hàng không Việt Nam Airlines đến Trung Quốc. Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu hai nước, Việt Nam Airlines và China Southern Airlines đã ký bản thảo hợp đồng liên doanh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 34 gửi Bộ trưởng các bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Cửu Long về việc tập trung bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân trong các đợt xâm nhập mặn cao điểm tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo công điện, từ đầu năm đến nay, tại đồng bằng sông Cửu Long đã liên tiếp xảy ra các đợt xâm nhập mặn và nắng nóng kéo dài. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở địa phương đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, qua đó đã giảm thiểu được thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, hạn chế ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Dự báo của các cơ quan chuyên môn, từ nay đến giữa tháng 5 năm 2024, tại đồng bằng sông Cửu Long có thể xuất hiện 3 đợt xâm nhập mặn. Nguy cơ thiếu nước ngọt phục vụ sinh hoạt của nhân dân có thể tiếp tục xảy ra, nhất là tại khu dân cư trên các cù lao, đặc biệt trong bối cảnh nguồn dự trữ nước ngọt đã suy giảm sau những đợt nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài. Để bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, chủ động ứng phó với các đợt xâm nhập mặn thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các địa phương có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn như tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, không được lơ là chủ quan, tổ chức theo dõi sát tình hình, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp ứng phó với nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện số 4 ngày 15 tháng 1 năm 2024, số 19 ngày 8 tháng 3 năm 2024 và chỉ thị số 11 ngày 1 tháng 4 năm 2024.
tiếp tục tổ chức rà soát, nắm chắc thông tin tình hình ở từng khu vực, từng ấp xóm, từng hộ dân trên địa bàn có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt, nhất là các hộ dân sinh sống ở vùng ven biển, cuối nguồn cấp nước khu dân cư trên các cù lao để có phương án cụ thể phù hợp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân, kiên quyết không để người dân không có nước sinh hoạt. Tổ chức rà soát các nguồn nước ngọt dự trữ trên địa bàn để có phương án cân đối điều qua nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất phù hợp với điều kiện nguồn nước thực tế. Trường hợp không thể đáp ứng đủ các nhu cầu dùng nước thì phải ưu tiên sử dụng nguồn nước ngọt phục vụ cấp nước cho sinh hoạt của người dân và các nhu cầu thiết yếu khác. Chủ động bố trí ngân sách của địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để triển khai ngay các biện pháp cần thiết phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương nhằm bảo đảm nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân. Các bộ ngành theo chức năng quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ địa phương ứng phó với nguy cơ thiếu nước, xâm nhập mặn, bảo đảm đời sống người dân. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay tức ngày 1 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn năm 2024. Lễ hội Đền Hùng và tuần lễ văn hóa du lịch Đất Tổ năm nay, người dân và du khách thập phương không chỉ được chứng kiến các hoạt động tưởng nhớ và tri ân các vua Hùng mà còn được trải nghiệm và tham gia nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc. Trong đó có các lễ hội truyền thống, các sự kiện văn hóa đặc biệt, giải đấu thể thao. Các hoạt động phần hội gắn kết chặt chẽ với quảng bá xúc tiến du lịch, trong đó điểm nhấn là tuần văn hóa du lịch Đất Tổ. Bên cạnh đó, một số hoạt động khác được tổ chức nhằm phục vụ tốt nhất du khách và đồng bào cả nước khi hành hương về Đất Tổ, như trình diễn hát xoan làng cổ, giải bóng chuyền các đội mạnh tranh cúp Hùng Vương, hội chợ thương mại và trưng bày sản phẩm ô cốp, hội thi bơi chải mở rộng, đặc biệt là chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại Hồ Công viên Văn Lang diễn ra vào tối ngày 17 tháng 4, tức ngày 9 tháng 3 âm lịch. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm chúc Tết cổ truyền Bun Bi Mai tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều nay đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long do ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết cổ truyền chính quyền, các sở ngành và nhân dân tại tỉnh Siêng Khoảng. Tham gia với đoàn có bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ông Bun Trăng Sĩ Phong Phăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Siêng Khoảng. Ông Sởm Phon Sĩ A Phai, tỉnh ủy viên, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Siêng Khoảng và đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh tiếp đoàn. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, chúc lãnh đạo và nhân dân tỉnh Siêng Khoảng đón Tết cổ truyền Bun Bi Mai hạnh phúc, thành công, năm mới, thắng lợi mới. Chúc tình đoàn kết, láng giềng, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và hai tỉnh ngày càng phát triển bền vững. Ông nhấn mạnh thời gian qua công tác phối hợp gắn kết giữa hai tỉnh trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục, thương mại đã mang lại những kết quả thiết thực, hiệu quả. Thông tin khái quát về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Long trong năm qua và những tháng đầu năm 2024, ông Nguyễn Minh Dũng mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện nhanh, hiệu quả các nội dung bản ghi nhớ đã ký kết giai đoạn 2023-2025. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Siêng Khoảng, ông Bun Trăng Si Võng Phăng vui mừng trước những tình cảm của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã dành cho tỉnh Siêng Khoảng. Đây là dịp để lãnh đạo cán bộ giữa hai tỉnh Vĩnh Long, Siêng Khoảng ôn lại truyền thống đoàn kết hữu nghị hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước, hai địa phương. Ông cũng giới thiệu khái quát về những kết quả phát triển nổi bật của tỉnh Siêng Khoảng trong thời gian qua và vui mừng bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân của Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã giúp cho sự phát triển của tỉnh Siêng Khoảng bằng những công trình, lĩnh vực mang lại hiệu quả thiết thực trong thời gian qua. Cũng trong chiều nay, đoàn cán bộ tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm đơn vị đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì tinh thần quốc tế cao cả trong cuộc đấu tranh chống giặc xâm lược, bảo vệ thành quả cách mạng của quân dân Lào. Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, đội quy tập, động viên các chiến sĩ tiếp tục phát huy kết quả đạt được,
đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cất bốc, quy tập và làm tốt công tác chuẩn bị để đưa các anh hùng liệt sĩ trở về nước đúng kế hoạch. Mùa khô năm 2023-2024, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào trên địa bàn ba tỉnh Siêng Khoảng, Say Sởm Buôn và Viêng Chăn. Sau hơn 5 tháng thực hiện nhiệm vụ, đội đã tìm kiếm và quy tập được 63 hài cốt liệt sĩ. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long đã đến tham quan di sản văn hóa thế giới cánh đồng Chum thuộc tỉnh Siêng Khoảng. Cánh đồng Chum là một vùng di tích văn hóa lịch sử gần thị xã Phong Sa Van thuộc tỉnh Siêng Khoảng của Lào. Đây không chỉ là di sản văn hóa thế giới của Lào được UNESCO, Ủy ban Di sản Thế giới công nhận, mà còn là nơi ghi dấu những chiến tích anh hùng của tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào. Hơn 50 năm trước, liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào đã giành chiến thắng trong chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum, đánh bại chiến tranh đặc biệt tăng cường của Mỹ ở Lào. Di tích cánh đồng Chum với hơn 2.000 chiếc chum bằng đá đủ hình dạng và kích thước có niên đại từ khoảng 500 năm trước Công nguyên tới 500 năm sau Công nguyên. Có niên đại từ khoảng năm 500 trước Công nguyên tới năm 500 sau Công nguyên. Những chiếc chum đá nằm rải rác tại nhiều nơi ở Siêng Khoảng và có 3 điểm quanh thị xã Phong Sa Van đã được đưa vào khai thác du lịch. Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị trao đổi các nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri của các phường trong thành phố Vĩnh Long trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 5 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về ban hành quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, dùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kết quả rà soát thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện có 514 hộ đang chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi theo nghị quyết số 05 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, việc thực thi nghị quyết vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm như chính sách hỗ trợ chi phí di dời chuồng trại con giống, tính khả thi khi thực hiện chuyển đổi nghề cho lao động. Cử tri đề nghị kéo dài thêm thời gian thực hiện nghị quyết, gia hạn thời gian vay vốn cho người chăn nuôi. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu thống nhất khi thực hiện nghị quyết 05 cần lưu ý đến việc xem xét sự ảnh hưởng đến thực tế đời sống của các hộ ngừng hoạt động chăn nuôi, xem xét khó khăn về tài chính cho các cơ sở sản xuất chăn nuôi đang hoạt động thuộc diện di dời. Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long tổ chức đưa người lao động tham gia kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo theo chương trình EBS, chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc lần thứ nhất năm 2024 tại trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2, thành phố Hồ Chí Minh. Người lao động đăng ký tham gia chương trình EBS sẽ tham dự hai vòng thi gồm thi năng lực tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề đánh giá năng lực. Chỉ những người đạt yêu cầu ở vòng 1 mới được tham gia vòng 2. Người lao động đạt yêu cầu qua cả hai vòng thi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EBS. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, năm 2023, toàn tỉnh có 1.706 người lao động xuất ngoại làm việc, đạt 100,35% kế hoạch năm, tăng 19,64% so với năm 2022. Trong đó có 1.450 lao động làm việc ở thị trường Nhật Bản, 191 lao động làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc, 48 lao động làm việc tại Hàn Quốc, 17 lao động làm việc tại các nước khác. Năm 2024, theo kế hoạch, tỉnh sẽ đưa 1.700 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 3 vừa qua, Tuổi Trẻ Vĩnh Long đã triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh Niên. Thông qua những công trình phần việc ý nghĩa, Tuổi Trẻ Vĩnh Long đã góp phần nối dài những kết quả nổi bật trong các phong trào xung kích tình nguyện, khẳng định vai trò và ghi dấu ấn của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển địa phương. Nhân Bình, huyện Trà Ôn là một trong năm xã của tỉnh Vĩnh Long phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2024. Để góp phần chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, trong tháng thanh niên năm nay, ngoài việc vận động trao tặng 2 căn nhà tình thương cho hộ dân khó khăn về nhà ở, hỗ trợ 5 thanh niên khởi nghiệp, tỉnh đoàn Vĩnh Long và huyện đoàn Trà Ôn còn vận động các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường và trồng 500 cây dầu, thực hiện tuyến đường cây xanh ở ấp Tường Trí.
cùng các bạn đoàn viên ta tham gia trồng cây xanh trên tuyến đường ấp Tường Trí, thì giờ cũng muốn góp phần sức trẻ để mình cùng nhau hoàn thành cái tiêu chí nông thôn mới, cũng như là góp phần bảo vệ môi trường. Đơn vị Nhân Bình sẽ cùng các bạn đoàn viên sẽ tiếp tục bảo quản cái các cái cây trồng trên tuyến đường, chăm sóc và giúp cho cái cây ngày càng phát triển hơn và tạo được cái cảnh quan môi trường, góp phần trong việc xây dựng nông thôn mới. Ban thường vụ đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn thực hiện các cái công trình phần việc thanh niên như là tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, những công tác an sinh xã hội cho các bạn đoàn viên thanh niên, thể hiện được cái tinh thần xung kích tình nguyện, góp phần cùng huyện đảng bộ trong cái việc mà thực hiện xây dựng nông thôn mới vào năm 2025. Với chủ đề thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các huyện thị thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức 206 đội hình thanh niên tình nguyện triển khai nhiều công trình phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương. Trong đó đã thực hiện được 153 công trình thanh niên, 316 hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, 183 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và 211 hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội với tổng giá trị vận động thực hiện trên 1,7 tỷ đồng. Phát huy cái hiệu quả của tháng thanh niên thì thời gian tới tỉnh đoàn cùng các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của các bạn thanh niên thông qua các hoạt động của cái chiến dịch hè, nhưng thành lập các cái đội hình chuyên phù hợp với cái năng lực sở trường cũng như thế mạnh của các bạn thanh niên để mà thực hiện các cái công trình phù hợp sao đảm bảo về nâng chất nông thôn mới, đô thị văn minh cũng như là bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua các phong trào tình nguyện thì tỉnh đoàn cũng mong muốn thì thanh niên sẽ tiếp tục là cống hiến, nhiệt quyết và xung kích tình nguyện đi đầu trong các phong trào để góp phần đóng góp cái năng lực sở trường cũng như trí tuệ của mình trong cái công cuộc xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Tháng thanh niên năm 2024 đã khép lại, nhưng qua mỗi công trình phần việc không chỉ mang đến những giá trị tích cực, tạo thêm sự khởi sắc cho vùng nông thôn, mà còn giúp các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng sống và trưởng thành, đặc biệt là nhân lên niềm tin trong lòng người dân về thế hệ trẻ biết sống đẹp, có ích cho cộng đồng. Tiếp tục giáo dục về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong trường học đối với học sinh sinh viên, đồng thời nhân rộng mô hình trường học an toàn phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng cho các đối tượng này. Đây là buổi hoạt động tuyên truyền trải nghiệm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 250 giáo viên học sinh, sinh viên của trường cao đẳng nghề Vĩnh Long. Qua hoạt động này, góp phần trang bị cho giáo viên, học sinh, sinh viên những kiến thức kỹ năng an toàn về phòng cháy chữa cháy với 6 trải nghiệm gồm thoát nạn trong môi trường nhiều khói khí độc, vượt chướng ngại vật, sử dụng bình chữa cháy, dập tắt đám cháy, sơ cấp cứu người bị nạn, thoát nạn bằng dây hạ chậm từ trên cao, phòng chống đuối nước. Đồng thời cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân xảy ra cháy, cách phòng cháy tại nơi học tập sinh hoạt, biện pháp phòng ngừa, cách xử lý khi có cháy xảy ra. Sau khi nghe các anh lính cứu hỏa tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy thì em thấy được tầm quan trọng cũng như lợi ích của công việc chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn này rất là quan trọng. Đối với bản thân em thì rút được bài học là khi mà có xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ, chi hô cho mọi người biết cũng như sơ tán mọi người xung quanh tránh xa đám cháy. Em sẽ tuyên truyền cho mọi người biết là việc phòng cháy chữa cháy rất là quan trọng. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới, để phấn đấu mỗi hộ gia đình có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Trong năm học 2023-2024, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an Vĩnh Long đã tổ chức 17 cuộc tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng phong phú, gắn kết với hoạt động trải nghiệm thiết thực, với gần 10.000 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó thì đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cũng như học sinh nhà trường
nâng cao được ý thức về tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là cái việc xem xét cơ sở vật chất của nhà trường, rồi những cái thiết bị sử dụng điện, những cái chất liệu dễ gây cháy. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh, sinh viên ở các cái trường. Thì thời gian qua chúng tôi đã tổ chức tập trung thực hiện đối với các cái trường theo các bậc học, và thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các trường đại học, trường cao đẳng và các cái trường trung học cơ sở, trung học phổ thông để tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn cho học sinh, nhất là cái kỹ năng về cái thoát hiểm cũng như là các cái hoạt động phòng cháy chữa cháy ở ngay tại nhà trường, để nhằm cho học sinh có cái kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy và đồng thời thì tự cứu lấy khi mà có sự cố xảy ra ở tại ngay nơi học tập của các em. Trường học là nơi tập trung đông người, vì vậy việc tổ chức tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy nhằm giảm thiểu thiệt hại khi có sự cố cháy nổ xảy ra có ý nghĩa hết sức quan trọng. Từ đó lan tỏa, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mỗi công dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy nhằm giảm thiểu tai nạn do cháy nổ gây ra. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng và tuần văn hóa du lịch Đất Tổ năm nay, dự kiến sẽ có rất đông người dân du khách về với tỉnh Phú Thọ. Thời điểm này thì các khu điểm du lịch ở Phú Thọ đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và các sản phẩm du lịch độc đáo, sẵn sàng phục vụ du khách thập phương. Trong thời lượng còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về các sản phẩm du lịch đặc trưng, di tích lịch sử văn hóa gắn với di sản văn hóa phi vật thể nơi Đất Tổ. Đến Phú Thọ vào đúng dịp chuẩn bị Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng, chúng tôi được nghe hát xoan và cảm thấy rất thú vị. Đặc biệt có nhiều nghệ nhân lớn tuổi và cháu nhỏ tham gia hát xoan. Chúng tôi nghĩ các bạn đã bảo tồn rất tốt di sản văn hóa đại diện của nhân loại rất độc đáo này. Các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón và phục vụ du khách thập phương, đa dạng hóa cái sản phẩm du lịch của các khu điểm du lịch và các dịch vụ du lịch tại các cơ sở nhà hàng khách sạn trên địa bàn tỉnh. Tài nguyên du lịch phong phú, quý giá đã tạo điều kiện để tỉnh Phú Thọ phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, qua đó thu hút đông đảo du khách về với vùng đất cội nguồn. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc tại ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.